Bảo vệ Vlog xin chào cả nhà thân thương nhé. Nay chủ nhật mình vô công ty làm cả ngày, công nhân không có làm nên mình cũng chia sẻ cho cả nhà. Nay mình lại chia sang cái chậu cây mai vô trong cái thùng B nha cả nhà. Có thùng B mấy ông Đài Loan cắt bỏ cái đáy sẵn đây, mình lượm vô mình thay cho cái chậu nó luôn ha. Mình trồng trong cái can giờ mình thay qua cái thùng nha cả nhà. Mời cả Mình nhà làm xem muốn bố về thay làm nha cả thay nhà. vô trong cái thùng B nha cả nhà, chứ chậu hả mình làm vẫn còn này nha. Đây còn 4 mấy chậu không nè. Nhưng mà mình không có làm mình chậu, mình không sang qua chậu cả nhà. Mình trồng để mình có lấy cái bộ đế nên cho nên mình trồng vô trong cái thùng B nha. Đây có cây mai chỗ bông bói nha cả nhà. Này bông này 8 12 cánh nha. Từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Giờ mình lấy cái cây này. Cây này hôm nó cũng có chỗ bông bói nha. Không, mình lặt bỏ nó cháy đi. Không để. Giờ mình thay nó nha. Cái này thì trong cái can mình cắt đôi. Mình nối ở trên khúc nữa. Bề cao nó có 20 phân à. Bây giờ mình bỏ cái này mình thay vô thùng B nha cả nhà. Rồi bên đây có hai cái thùng. Hôm cái anh Đài Loan kia anh cắt cái đít anh trồng cái gì đó không biết được, anh không trồng anh dục. Anh cắt bỏ cái đáy thùng này ha. Bây giờ mình để lên cái chậu này, mình để cái thùng này lên. Đó, vậy là mình trồng thôi. Nó cho thành bây giờ cao lên 40 cái nha, 45 luôn á. Nhóm lên chút là 45 nha. Tại mình để cái này nó vô tới xuống tới đáy rồi. Mình phải nhóm lên khúc. Cao lên 45 thì sau này có bộ đế cũng được được mắt á. Mình thích làm để có cái đế dài dài một chút, mình để nữa mình tạo cái dáng bonsai cho nó dễ ha cả nhà. Giờ mình đam mê bonsai mình làm cho nó có hình thức bonsai ha. Mời cả nhà xem cách mình bây giờ làm nha. Rồi giờ mình để chất chồng vô cả nhà. Để chất chồng vô thùng nửa này để cái thùng lên nha. Mình lót dưới một lớp than tổ ong cho mình gọi là than đá, có người kêu bằng than tổ ong á, nó qua sử dụng rồi mình cũng ngâm nước rồi ha. Rồi để cho thoát nước cho nó tốt nha cả nhà. Đây, mình lấy cái thùng vàng này để cho tẹp màu luôn, nó cũng vừa luôn cả nhà, để vô nó vừa luôn không. Hôm nay mình thử làm cái chậu này, cái thùng này thử cái nè. Hôm nay phân trùng quế nén viên nha. Trời ơi mấy xe tải gùm quá. Cái phân trùng quế nén viên này mình trồng lan lan kiếm cái nhà, mình bỏ dưới trong cơ thể vậy nè. Cây nó xuống này cái nó tốt lắm luôn. Rồi mình thử mình trồng cái này cái. Để chừng 100 gram thôi cả nhà, hai bụm gì, hai bụm tay vậy thôi, khoảng 100 gram, 150 gram đổ lại. Cái này nó cũng mát nha, nó không có đổi nó hư rễ cây ha. Cái khoan này giờ mình bắt đầu mình để xong rồi mình đây cho cả nhà xem nè, mình gãy cho sơ cho đều cái gì nè, thấy không. Bây giờ mình gãy lớp chất chồng lên đó, gãy cho chồng đậy lên cho cái rễ mới á cả nhà, cho rễ mới xuống nó gặp phân trùng quế này nó ăn cái nó có tốt không nha. Rồi giờ mình lấy cái mai qua nha. Rồi cả nhà mình lột cái gì ha, mình để cho cái cây nó đừng có mất giảm cái hạn chế mất sức nhiều á, cho nên mình không có lột cái chất chồng ra. Chất chồng này mình cũng mới thay chừng vài tháng nay thôi, này mình thêm nó vậy thôi. Vô chính thôi, vô ém vô cái này. Bây giờ lên được cao rồi,
45 rồi đó. Thì cao cái thùng này là 45 cm rồi cả nhà. Chỉnh sửa cho cây gió đứng nha. Cho nó đứng ngay, chưa ngay giữa, không được ngay giữa Hùng, nhưng mà không sao, sau này mình còn thay chậu nữa mà, cho nó lớn lên đi, sau này mình thay chậu cho nó này. Nó không mất sức chứ cũng tổn thương chút đỉnh, cho nên chiều mình quậy miếng dưỡng rễ mình tưới nè cả nhà. N3M Atonis vậy đó. Mình sử dụng N3M thường cái này. Để thứ đó mình thấy cũng ok. Em vòng cái bìa cho em vòng bìa nè, em đang cứng chặt vậy. Rồi ok rồi cái này. Sau này sẽ một cây hứa hẹn bộ đế đẹp nha cả nhà. Rồi chia sẻ cả nhà đó, mình đã thay được một chậu cho em đó rồi nha. Dựng lên xây tổng cảnh cho cả nhà xem cái này nha. Quay vòng cái. Cây này thì cái dáng mình cũng làm hơi trực lắc. Lắc cũng lắc mạnh nha cả nhà. Lắc cũng khá mạnh ha. Rồi giờ đem đi dưỡng thôi. Video của bảo vệ đến đây cũng xin tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em và các bạn đã ủng hộ kênh bảo vệ vlog nha. Chúc tất cả các cô chú anh chị em và các bạn ngày mới được nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Và bảo vệ xin chào và hẹn gặp lại video sau nha.